nhóm người nấp sau cửa cuốn giữa mùa dịch, mang đột kích sau đó khiến tất cả cúi mặt. Việt Nam đang trải qua đợt dịch Covid-19 thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Với số ca nhiễm bệnh tăng cao, nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Bộ Y tế. Mặc dù phần lớn người dân thấu hiểu nỗi khổ của y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch nên đã chấp hành đúng yêu cầu ở nhà không la cà, thì vẫn còn số ít người chủ quan, trốn đi tụ tập, nhậu nhẹt. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rần rần đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng bắt gọn nhóm người trốn trong quán nhậu, vô tư ngồi uống bia. Ngay khi công an đẩy chiếc cửa cuốn lên, phát hiện khoảng chục người trong căn nhà đang vui nhậu, không một ai đeo khẩu trang, nói chuyện thoải mái trong cự ly gần. Tất cả đều ngơ ngác, có đối tượng còn cố tình quay mặt đi trốn tránh. Tuy nhiên, đáng nói là người đàn ông áo đỏ ngồi cạnh tường mặc dù có giật mình lúc đầu, nhưng ngay sau đó lại bình thản uống nốt cốc bia như không có gì xảy ra. Đến hiện tại vẫn chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc là ở đâu, những người vi phạm bị xử lý thế nào, nhưng hành động bất chấp lệnh giãn cách tụ tập trong mùa dịch này đã nhận phải chỉ trích dữ dội của dân mạng. Chán cái ý thức thực tế, khi ngoài kia bao người mệt phát ngấy chống lại dịch bệnh thì vẫn còn nhiều thành phần vô ý thức đến thế này. Đến khi bị bắt hết vào thì mới sợ, chắc nghĩ uống bia sẽ chặn được Covid-19 đây mà. Hãy theo dõi và đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày các bạn nhé.